Đây, xin giới thiệu với anh em. Đây là con bốt Huyền Vũ. Con rùa đội trên mình một cái tháp 4 tầng. Rất là đẹp. Mình đánh giá ở trong cái mấy con bốt chùm ở đây này thì cái con rùa này là con nó đẹp nhất. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi khám phá lăng mộ Tần Thủy Hoàng nhé. Thì ở đây hiện tại mình đang ở B4. Ô, số 8 ở đây. Mình sẽ phải chạy lại cái này. Đúng rồi. Ta vừa mới ăn lát. Mình đang thì ở đây mà em phải ở đây mà đang có một cái vấn đề là lag thì hello anh em, mình đang ở B4 B5 B6 thì tí nữa, hiện tại bây giờ đang là 9:46 thì còn khoảng gần 15 phút nữa thì cái cổng nó sẽ mở, cái cổng để vào B5 nó sẽ mở. Thì trong cái thời gian chờ đợi mình đang tiêu diệt con bốt tiểu hắc xà. Thì tiểu hắc xà con bốt này thì level 100 là bốt chùm level 100 ở trong lăng mộ Tần Hoàng ở B4. Thì mỗi lần xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện là 6 là 5 con, 5 con bốt đây đấy, mọi người nhìn bên này kiểu nước xà này, 5 con đấy, nó sẽ xuất hiện ở đây vào 10 giờ, tóm lại là vào 9 giờ, vào các thời gian 9 giờ, 1 giờ, 5 giờ. Đấy, cái thời gian xuất hiện bốt đấy. Ô, sao bị đít hết ra này. Trời, dạo này GM làm ăn chán quá, suốt ngày đít đây, suốt ngày bị bật. Rồi, mọi người lại cứ hỏi tại sao là mình lại chơi bên EU. Cái thứ nhất là bên EU mình có một PT bên này và bốt nó vẫn còn. Cái thứ hai là ở bên bên Bạch Hổ này, bên EU này thì không có cái sự cạnh tranh với bốt. Có nghĩa là mình mà chơi bên Thanh Long ấy thì mấy con bot này nó xuất hiện ra cái là mình mới chạy đến thôi là nó đã mất dạng rồi. Có nghĩa là cứ mỗi một góc là sẽ có một PT ăn con bot level 100 này. Nhà bắn từ đâu ra này. Được. Lát à. Anh em nhìn thấy không? Đây là sóng nhạc bắn từ tít đằng bên này ra, đang có một chút của sự lag. Mình sẽ run con chuột này ra xem là ra con nhạc công này nó bắn à. N8QLB.
lag mọi người. Cái skin của con nhà công, con đàn, nó bắn xa tít từ đằng bên kia và mình thấy chưa? Không biết ở trên điện thoại hay là trên máy tính mọi người có nhìn rõ không? Thì thoảng đối với Pao cũng sẽ bị như vậy. Đấy, mỗi lần beat là mình phải nhập lại vào PT. Còn thiếu một đắc nữa. Chín giờ năm mươi rồi, mình sẽ còn 10 phút nữa để vào. 10 phút nữa thì cái cổng nó sẽ mở ra. Như anh em đã xem mấy cái video trước của mình ấy, thì khi cái cổng B5 nó mở ra thì nó sẽ xuất hiện 4 con bốt, đó là con chú tước, con thanh long, bạch hổ và con huyền vũ. Mình có làm mấy cái video bằng trước cái rồi đấy, thì anh em có thể vào đấy để xem. Thì hôm nay thì mình sẽ vào trong B6, mình sẽ bỏ qua con bot đấy, mình thử đi vào qua cái đường cổng dịch chuyển không gian xem mà nó có, xem mà bên trong B6 nó sẽ có những cái gì. Nếu mà nó không có cái gì thì mình sẽ quay trở lại, mình đánh con 4 con tứ tượng thánh thú ở B5 đấy. Ở trong B6 thì chắc chắn là sẽ có con hắc xà rồi. Con bốt hắc xà cũng như là level 100 hay sao ấy. PT EU của mình đam con bot này đang rất là nhanh, cũng chả nhanh lắm. Mình xem lại xem nào, hình như là mình có cài nhầm cái gì đó sao ấy. Ai bảo sao mấy cái ác này nó không đánh, hai cái ác win này nó không đánh nên nó mới chậm như vậy. Rồi ok, ác quy nó bắt đầu đánh rồi. Thì video lần trước thì đúng ra là mình có thu âm rồi, nhưng thực sự là rất xin lỗi, cái mic của mình nó chưa bật lên, thế là mình mất công cả một buổi và không thu âm được, chỉ quay được mỗi hình. Lúc sau mình kiểm tra lại thì mic nó chưa cả bật. Lúc đấy là mình muốn bỏ cái video đấy ra. Thôi thì mình cắt chia nhỏ nó ra từng đoạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để bù lại cho cái video đấy. Nhiều anh em, có anh em bảo video nhạt. Đấy chúng ta có âm thanh, mình quên không thu nên nó nhạt là phải. Hôm nay mình đã làm một video bù cho video đấy. Và lần này thì mình sẽ đi gặp từng con bot một để cho anh em chiêm ngưỡng từng con bot chùm ở trong lăng mộ pha đông này nhé. À nhầm, lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Sorry nhé. Bây giờ đang là 9 giờ 54 rồi, còn 6 phút nữa thôi. Đấy, mình cũng nói sơ qua về con bot này. Thì con bot level 100 tiểu tiểu hắc xa này,
thì các anh em kéo lever là hay dùng con này kéo từ áp 90. Kéo mình có làm video kéo bốt đấy, kéo lever, kéo EXP, các lever thấp bằng đánh bốt, giết bốt bằng cách là đeo khăn này này, đeo cái khăn này này, mở chiến đấu tự do này, cái này thì gọi là đeo khăn, mở ra để đấy, anh em là muốn hiểu rõ hơn thì có thể tìm ở trên video của mình để xem lại cách kéo bốt và ăn toàn bộ 100% điểm kinh nghiệm là như thế nào. Đấy, thì tính ra nếu mà kéo một cái ác level 90 mà đánh một con bốt này, này, một con tiểu hất xà này mà dùng PT 110 kéo này thì mà chưa có kích điểm ấy, có X2 và cuộn giấy thì ăn tầm 5 con là sẽ lên level 91 hoặc là 92 đấy. Ăn đủ 5 con sẽ lên được một level. Kéo level rất là nhanh khi giết mấy con boss này. Vừa đỡ tốn công, điểm kinh nghiệm nó lại nhiều. Vừa điểm kinh nghiệm và điểm kỹ năng cũng nhiều nữa. Tóm lại là kéo EIP, kéo điểm kỹ năng farm bằng con bot này, nó rất là nhanh luôn. Mình phải công nhận điều đó. Nếu mà anh em mà có áp kích điểm level 1 và giờ đen, level 0 rồi level 1 và giờ đen thì nó còn lên nhanh nữa. Mình thì không có cái ác kích điểm, mà ác kích điểm ấy thì bắt buộc là phải giờ đen nữa, và bắt buộc 100% là phải giờ đen, giờ đen nữa thì nó mới hoạt động được gọi là một cái ác kích điểm. Đấy, như này là đang giờ xanh. Khám phá ở trong B5 bốn cái góc này ở trong B5 và đi vào B6 nếu được. Nếu được thì chúng ta sẽ đi vào B6 khám phá, không thì mình có thể vào B6 trước. Mình thử xem là mấy cái phòng bạch tư lệnh trung tâm lăng mộ B6, trung tâm lăng mộ B6 vùng đất của bạch tư lệnh, trung tâm lăng mộ B6 doanh trại 1, trung tâm lăng mộ B6 sang B4, B6 sang B4 có nghĩa là B6 là về B4 ở đây, chắc là vậy. B6 sang B3, B6 sang B1. Đấy. Tí nữa thì mình sẽ khám phá bên trong này em nào. Mình sẽ khám phá các đường đi ở đây, các dịch chuyển nữa này, để xem nó sẽ đi đâu và bên trong B6 này nó có những cái gì. Ở B5 ấy thì là cái video 4 con bốt tứ tượng ấy thì mình có làm ở đây. Tí nữa nếu mà xong B6 thì mình có thể, nếu mà quay lại được B5 thì mình sẽ quay lại và làm cho anh em xem lại từng con bốt đấy. Tứ tượng con ở bên trên này, bên trên phía bắc này này, bên trên này thì là con tứ tước, bên này thì là con long, con này là con bạch hổ và
À đâu, nhầm, con bên trên này, con này là con Huyền Vũ, con bên trên này là con Huyền Vũ, con bên dưới này là con Trung Tước, con bên này là con Bạch Hổ, con bên này là con Thanh Long. Đấy, Bạch Linh Xà đã xuất hiện, là con bốt ở B6 nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào trong B6 nhé. Thì bây giờ đang là đúng 10 giờ rồi đấy mọi người ạ. Bây giờ đang chính xác là đúng 10 giờ. 10 giờ thì bốt nó sẽ xuất hiện. Giờ mình sẽ đi vào trong B5 trước, xong rồi sau đó mới vào được B6. Đấy, anh em ấn vào đây trước cái biểu tượng hình con rắn này này thì nó có cái phần dịch chuyển đấy, ấn vào dịch chuyển vào đây. Rồi ok, cả PT của mình đã vào đây rồi. Mình sẽ chỉ có 10 phút để mình có thể, 10 phút là cái cổng này nó sẽ đóng lại. Bây giờ mình sẽ có 10 phút để mình chạy test các thứ nhé. Bật cái chân chạy rồi cả tem mình đã. À, bắt đầu chạy. Đây, hình như đây là cái cổng dịch chuyển mình vừa cổng dịch chuyển ra đấy. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái app này ra nào. App chiến binh này nhé. Mình sẽ dùng app chiến binh này chạy ra đây xem nó là đi đâu. Ô, sao không được nhỉ? Không hiểu. Chạy ra chỗ đấy lại không được nữa nhỉ. Làm sao để có thể vào được B6 nhỉ? Anh em nào đã vào B6 rồi thì có thể biết để comment ở dưới video để cho mình và mọi người biết cách để vào được B6 không. Đây mình thì chạy sang đây nữa nè. Sau đây cũng không được luôn nhỉ. Khó hiểu thế. Phải làm như nào để có thể vào được cái cổng di chuyển này. Chạy bên này nữa nào. Mà ở đây nó không hiện lên hình biểu tượng của dịch chuyển cổng đấy. Mình cũng không biết nó là như thế nào. Không. Chẳng lẽ lại phải đứng đợi ở đây à? Chẳng lẽ lại phải đứng đợi ở chỗ này thì nó mới dịch chuyển à? Mình sẽ để thử một ác ở đây nhé. Mình sẽ để cái ác này 6 ở đây. Mình theo dõi. Đấy, mình sẽ để ác 6 ở đây. Và trong cái khoảng thời gian đấy thì bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi khám phá các con bốt ở trong cái B5 này trước vậy. Hoặc là lúc nào có thời gian thì mình sẽ tìm hiểu và hướng dẫn mọi người để có thể vào được cái tầng B6 này nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này trước để tiêu diệt vào con bốt này nhé. Mình cũng không nhớ rõ là bên trên dưới này nó là con bốt gì ấy. Tại vì hôm qua hôm kia mình có làm video ấy thì mình cũng không để ý. Hình như ở bên dưới này là con Thanh Long hay là con Bạch Hổ ấy.
PT của mình hiện tại ở chỗ này đang có 7 app thôi. Chủ yếu là hai cái app chính như thôi. Hai app đàm chính là app hai app pháp trượng này này. Mình thử xem cái chất lượng đồ họa này sẽ có cao lên không. Mình sẽ để độ sáng nó sáng lên. Nhìn cho nó đẹp. Ở trong khi di chuyển như này này thì mình rất thích xem ngắm ở một cái góc, cho góc của góc độ như này này, mọi người nhìn cái góc này xem, một cái góc ngang của nhân vật này nó chạy này rất là đẹp luôn. Mình lại quay cận cảnh nó nữa cho mọi người thấy góc ngang này này và cái góc chính diện. Góc chính diện của nhân vật nó chạy. Ở cái game con đường tơ lụa này này, đồ họa của nó rất là đẹp luôn. Kể cả về khung cảnh lẫn nhân vật và kỹ năng. Cái nào nó cũng mình cũng thấy nó cũng rất là đẹp. Không biết anh hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 à, mùng 1 tháng 5. Không biết anh em đã đi chơi được nhiều chưa? Ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì ở Việt Nam mình ấy thì hai cái ngày là ngày nghỉ lễ và được nghỉ bù thêm 2 ngày nữa. Không biết là anh em ở nước ngoài thì cũng vào dịp cuối tuần mà. Cuối tuần thì cũng được nghỉ, có được nghỉ như ở Việt Nam mình hay không? Rồi ok, đây mình sẽ nhận vị trí chỗ này. Con 6 mình bỏ đi. Nhận vị trí, bắt đầu bốt. Và bây giờ mình sẽ tiêu diệt con chu tước lại, liệm tế. Đây là con chu tước, một trong tứ thánh thú cổ đại của văn hóa Trung Quốc nói chung, và trong cái game con đường tơ lụa này và trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng này nói riêng. Mình có đọc sơ qua ấy, thì nó nói cái con chu tước này này là tượng trưng cho hỏa. Nhưng ở trong cái game này này thì nó lại bắn phụt phụt ra cái gì này. Nó bắn ra cái kim châm. Mình cũng không hiểu cho lắm. Các game là game. Còn bên ngoài nó khác. Đấy, cho anh em trêu ngưỡng. Con bốt này và đây nó hiện ra các con khổng lồ. Đấy, một con khổng lồ này đẹp thế. Con minh xà này, con khổng lồ minh xà này còn đẹp hơn cả con bốt phía trước này. Con minh xà đẹp thật. Mình thử quay trở lại cái F6 này. Đấy, cái ác này tại sao nó vẫn cứ đứng ở đây nhỉ? Khó hiểu, không làm nào để đi vào được đấy. Anh em nào biết thì comment ở dưới video giúp mình nhé. Hỗ trợ cho mình. Đây, ùa. Đấy, nhìn nhân vật này. Nhìn nhân vật khổng lồ minh xà này. Con này còn đẹp hơn cả con tiểu tiểu minh xà đấy. Mình rắn
Rồi, để tí nữa tiêu diệt xong cái con này thì nó sẽ ra được cái đồ gì không? Cái cổng dịch chuyển này đã bị đóng, mình sẽ quay trở lại đây này. Sao không có liên quan gì hết nhỉ? Khó hiểu thật. Mình sẽ chạy cái ác này ra chỗ đằng bên này xem nào. Để xem ở bên này xem tại sao xem có cái đường nào nó đi vào B6 không. Hay chẳng lẽ cổng di chuyển nó lại ở đây nhỉ? Khó hiểu thật. Anh em nào biết thì comment ở dưới video giúp mình nhé. Cách để vào B6 ở trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Hai con khổng lồ này có level 91 và level 95 thôi. Còn con dư tước nhận tế này nó là level 98, bốt trùm level 98. Con chim này kể ra nhìn cũng đẹp nhưng so sánh với cả coi con khổng lồ này, con hỏa xà này. Sao bây giờ lại là con hỏa xà đấy? Vừa nãy là con hắc xà mà bây giờ lại là con hỏa xà. Con chim này so với cái con khổng lồ đấy thì mình thấy con khổng lồ kia nó còn đẹp hơn cả con chim này. Rồi xong, mình đã tiêu diệt xong con bốt và xem cái đồ mình nhặt được nào. Thực khí, thực khí này. Ôi toàn là rác không mọi người ạ, cũng chả có cái gì cả, toàn là rác thôi. Và bây giờ mình sẽ chạy tiếp ra một cửa khác. Dừng bút. Mình sẽ chạy sang cửa khác nhé. Sang cửa bên này đi. Sang bên đây trái này đi. Đấy, vừa vậy là mình vừa tiêu diệt xong con chiêu tước. Con chim ấy. Chùm level 98. Anh em có thể vào trong này đánh con chùm đấy để kéo level cũng ok. Khi tiêu diệt xong hết mấy cái con boss tiểu tiểu hắc xà ấy, level 100 đấy. Khi hết boss ở đấy thì anh em có thể vào trong này để đánh. Hoặc không thì nếu mà không có cái sự tranh chấp ấy thì anh em có thể vào trong B5 này ăn mấy con boss này trước. Xong sau đó anh em mới ra ngoài đánh con tiểu tiểu hắc xà. Đấy là nếu mà không có cái sự cạnh tranh để tiêu diệt bốt thì anh em làm thế được. Còn ở cái server bạch hổ này mình đang chơi này, server bạch hổ này thì nó có ít người chơi hơn server xanh thanh long, thì nó cũng không, gần như là nó cũng ít người cạnh tranh bốt. Mấy con boss ở trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng này này nó rất là xa nên mọi người rất là lười chạy vào trong đấy là một. Và cái thứ hai nữa là mấy con boss này nó ở level 100 thì chỉ có thể kéo được những cái ác tầm level từ 90 đổ lên thôi thì là thuận tiện nhất.
Và cái level đấy thì rất ít người ở bên Bạch Hổ này người ta chơi. Một là người ta chơi cao cao hẳn, hai là thấp thấp hẳn. Hoặc là trong cái đoạn lưng chừng 7x 8x có PT farm ở bãi trên ở đấy. Còn trừ mấy cái bác mà hay kéo level để bán. Trừ mấy cái bác mà hay kéo level để bán ắc ấy thì các bác ấy là farm tất cả các loại bot để kéo điểm EIP. Đấy. Ở giữa này là lãnh địa của nhiễm hỏa. Cây này. Đây cho mọi người ngắm cái cây này. Bên trên này là linh thạch hay sao ấy. Mình có xem phim hoạt hình của bên Trung Quốc và những cái chuyện tiên hiệp thì cảm thấy mấy cái game này, cái đồ họa ở trong này ấy, nó cũng có một phần nó giống giống như thế, chắc là cùng của cái lịch sử Trung Quốc hoặc là một cái gì đó của cái nền văn hóa của nó, thì nó cũng kết hợp cả vào game và lẫn phim. Và hôm trước thì mình có vào cái Đôn Hoàng Thạch Động này này. Đây này, Đôn Hoàng Thạch Động này này mọi người này. Không biết là anh em nào đã vào trong đấy chưa? Thì anh em quan sát và xem. Ở trong đấy ấy, thì tất cả các bức tranh ở trong cái Đôn Hoàng Thạch Động ấy, ở trên bờ tường ấy, thì anh em sẽ thấy một điều rằng và nó vẽ rất là đẹp. Và cái nữa là anh em ra Google anh em search đúng chữ Đôn Hoàng Thạch Động ở Đôn Hoàng thì nó cũng có cái khu di tích đấy. Và bên trong đấy nó cũng bức tranh của nó cũng không khác gì ở đây luôn. Gần như là ở trong game này này là được lấy từ 100% là trong đời thực ở bên Trung Quốc. Nó áp thẳng vào game. Con đường tơ lụa. Anh em tất cả những cái địa điểm này, thành Đôn Hoàng này, thành Samarkand này, thành Hoa Điền này, thành Trường An này. Đấy, cả bên châu Âu nữa. Bên châu Âu là Samarkand đấy và con tắc cái gì đấy. Thì anh em ấn trên YouTube, vào YouTube hoặc là ấn trên Google, ấn vào lịch sử của con đường tơ lụa thì nó sẽ nói rõ hơn về cái từng thành, từng ngôi thành của trong cái game này. Rồi, ok, mình đã đến đây rồi. Và đây là cái con Thanh Long, Thái Hạo Thanh Long, con bốt. Mình đánh giá sơ qua về cái con bốt này, nhìn nó khá là củ chuối. À đây, cái hoa văn đằng sau lưng của nó nhìn rất là đẹp. Cái đầu của nó nhìn cũng được. Mỗi tội là nó không có chân. Nếu mà nó có chân thì nó mới giống, mình cảm tưởng nó sẽ giống hơn con rồng. Còn như này nó không khác gì một con lươn một con lươn, thân lươn, đầu rồng và cánh chim. So với cái con Thanh Long này, so với cái con chim được lấy mình tiêu diệt con thứ trước ấy, thì cái con này mình đánh giá là có lẽ nó sẽ đẹp hơn con chim một chút. Skin của nó skin set. Mọi người nhìn thấy set này nó cứ phụt phụt vào người mình ạ. Lôi.
khổng lồ này. Hoàng linh xà thú. Con mấy con khổng lồ được ra này, nó là skin băng. Nó sẽ đánh vào người mình, đóng băng mình này, làm tê cóng hoặc làm chậm gì đó. Nhưng ở đây là mình chơi EU. Chơi EU thì có cái skin giải toàn bộ dị trạng, nên không bao giờ bị áp chế bởi dị trạng, đóng băng hay là bất cứ cái gì cả. Nên mình thử xem lại xem nó là của cái ác nào nào. Thuật sĩ hay là cái gì ấy, thì nó có cái skin giải dị trạng đấy. Đây, cái này của mục sư này, lời nguyện cầu hoàn hảo, thì nó chữa trị này, loại thuốc làm yếu chữa trị uy lực 232 này, chữa trị kiềm chế này, chữa trị nguyền rủa này, chữa trị làm yếu này. Đấy, đại loại là nó sẽ miễn nhiễm hết tất cả những các dị trạng đánh vào các con bot này, là mấy con nhân vật này của mình. Nó không giống như ở bên châu Á và bên ASEAN ấy, thì nó đánh áp chế vào ấy thì nó vẫn sẽ bị dính và nó sẽ có cái khoảng thời gian ở đây nó đếm ngược lại. Còn ở bên châu Âu này, gần như là mấy con này đánh vào mình là sẽ được hóa giải hết toàn bộ 100%. Tháo hạ Thái Hạo Thanh Long là bút chùm level 99. Đây là khổng lồ đây. Con này nhìn giống con khăn lằn. Bạch hóa linh xà, linh xà thú. Thôi xong, vậy là mình lại bị đít rồi. Mình vừa bị đít xong. 1, 2, 3, 4. Đít ác 5. Đấy, lag lag như vậy là bị đít. Và không biết là đít xong như này thì nó sẽ được vào trong cái này luôn không, hay là nó sẽ bị bật ra ngoài. Mình nghi ngờ là nó sẽ bị bật ra cái khoảng B4 này. Mình nghi ngờ lắm. Nếu mà nó bị đít ra, bật ra ngoài bên đấy thì PT của mình là sẽ không đánh được các con bot này đâu. Đánh nó sẽ rất là lâu, muốn tiêu diệt được nó rất là lâu. Đây, mình sẽ vào lại để xem nó còn ở bên trong hay không, hay là nó sẽ bị ra ngoài rồi. Nó lại ra đúng cái ác pháp trượng chứ. Thôi xong. Đấy, bị đít ra ngoài, bị đít ra luôn khỏi B4 luôn rồi mọi người ạ. Bị bật luôn ra khỏi B4. Bây giờ thì quá giờ rồi, là không thể vào được trong này. Hai cái ác này của mình bị đít. Đấy, hai cái ác này của mình bị đít là không thể vào được trong này. 7 và 5. 7 và 5. Chán thật. Rồi, mình đã tiêu diệt xong cái con đấy rồi. Vậy là giờ mình sẽ chỉ còn có 3 con này thôi.
bốn con này thôi, bốn năm con này là đi cùng nhau, còn mấy con kia là bị bật hết ra ngoài rồi. Đấy, mình đã tiêu diệt xong con thanh long ở đây rồi, và bây giờ mình sẽ chạy sang bên này đi. Trong này cái ác 6 này vẫn còn ở đây, 6 ở đây thì không có chân chạy nhỉ, thôi thì đành vậy. Mình sẽ cho cái ác 6 này chạy sang bên này. Chứ bây giờ thì PT của mình đam nó yếu như này thì cũng khó để có rất lâu, mất một khoảng thời gian khá là lâu để có thể tiêu diệt được hết mấy con bốt. Và ở trong cái B5 này này, mình vừa mới tiêu diệt hai con ở đây rồi thì nó sẽ còn hai con ở đây nữa, và còn con huyền vũ ở đây này, và con bạch hổ ở đây. Đấy, con bạch hổ chỗ này, con huyền vũ ở đây. Mình sẽ cho ác này chạy vào trong này đi, còn mấy cái ác ở đây mình sẽ cho lên chạy lên trên này, lên trên đấy để đánh con huyền vũ, con rùa đấy, con rùa đội hình tháp rất là đen cho hôm nay, là vừa bị kích đít ra hai ác, và trong đó lại là còn một ác là pháp trượng nữa, ác đam chính PT. Anh em biết rồi đấy, ở đánh theo EU rồi này thì chỉ cần thiếu một nhân vật thôi trong một tem thì cái lượng đam nó sẽ gần như là sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vào đến cả cục diện của một PT luôn, nó rất là ảnh hưởng. Đam nó bị yếu đi rất là nhiều. Chạy ác này tiếp đi nào. Ác này thì lại không có chân chạy. Xem có hấp cái bảng nào ấy. Ở trong bảng chiến binh này thì mình cũng không biết được là nó có cái có cái chân chạy hay không. Anh em nào mà trong biết trong cái bảng chiến binh này, chứ bây giờ mình ngồi đây đọc từng cái một thì thật sự là cũng rất là mất thời gian. Anh em nào có biết thì comment ở trong video của mình làm nào cho nó có cái chân chạy, ngoại trừ cái skin này đi. Cái này phải có quái vật nó ở gần đây cơ mình mới lao đến được. Chạy hơi bị chậm. Đúng là nhân vật EU, đúng theo kiểu người Việt Nam của mình hay có phân biệt nước ngoài và nước mình ấy, thì là Tây Ba Lô thì là cái gì mũi lõ mắt xanh ấy. Đây anh em nhìn xem, mắt xanh ấy. Mũi rất là to. Vật của EU ấy, mình thì cũng mới chuyển sang chơi EU rồi thôi.
cũng nhiều cái là mình chưa biết. Rồi, chuẩn bị đến rồi đấy. Cho anh em ngắm phong cảnh ở đây. Nhìn đồ họa trong game thì rất là đẹp luôn. Thiết kế cái hang động này, toàn bộ đây là 3D, đến cả cái lòng cái hồ ở đây nữa. Đây, xin giới thiệu với anh em, đây là con bốt Huyền Vũ, con rùa đội trên mình một cái tháp 4 tầng rất là đẹp. Mình đánh giá ở trong cái mấy con bốt chùm ở đây này thì cái con rùa này là con nó đẹp nhất. Con rùa này có đồ, nó thiết kế về cái đồ họa của nó là nhìn rất là đẹp. Rồi mình sẽ nhận vị trí ở đây. Bắt đầu bút. Đây cho anh em ngắm cận cảnh con rùa này. Đây là nó có, anh em để ý nhìn con mắt đi nhé, nhìn con mắt của rùa này, 4 mắt này, 4 mắt và 1 sừng. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy cho cái ác này. Ác này cũng tiến gần đến với cả con bạch hổ bên này rồi. Đây có cái táp điên lên, táp trao lên, mình sẽ chạy ở đây xem. Đây là con Trúc Huyền Vũ rồi nhá. Thì cho anh em xem một con cuối cùng nữa, đó chính là con bạch hổ, một trong tứ tượng. Vậy là hôm nay mình đã cho anh em xem đầy đủ 4 con bốt Chu Tước Huyền Vũ, Bạch Hổ và Thanh Long. Đây, con này chính là con Bạch Hổ đây. Cho mọi người thấy con chùm tiểu hạo Bạch Hổ. Chạy em, không có đuổi theo. Đây, một bên này là con bạch hổ đây. Con bạch hổ này có cái skin rất là đẹp. Đây anh em nhìn này, đấy nó bắn ra cái sóng băng này. Lên ảnh, chụp lên ảnh rất là đẹp luôn. Con rùa này, con rùa này nó sẽ mấy con khổng lồ, mấy con nhỏ nhỏ này, con phi trùng. Phi trùng này level 90.
Bạch Hổ. Đái Mộc Bạch. Bạch Hổ Liên Quang Ba. Đây cho anh em ngắm cận cảnh cái con Bạch Hổ này. Nhìn về bề ngoài thì nó cũng không khác gì mấy so với cái con Bạch Hổ ở Hổ Huyệt Sơn. Nó cũng gần như là thế. Bố trùm level 99. Hống lên phát là tối đa được cộng thêm 19.000 điểm máu rồi. Đây. Vậy con Bạch Hổ. Vậy là cũng xong hết cả tứ tượng rồi. Tứ thánh thú cổ đại. Và cũng là tứ thánh thú của cái nền văn hóa Trung Quốc. Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ. Rồi, video của mình xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nhé. Hôm nay mình cũng đã giới thiệu cho anh em về mấy con bot level 100 và 9, 98, 99, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thì anh em nào mà biết cách, mình xin nhắc lại một lần nữa, anh em nào mà biết cách lên B6 nhé, vào được B6 ấy này, thì comment ở cái video giúp mình cách để có thể vào được B6. Hôm nay mình đã thử rồi thì nó không vào được, chắc nó sẽ có một cái cách khác ở đó hay là một cái đó nó mình chưa biết. Rồi, video của mình xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.